Dạ, xe tới. Đây, lấy tiền trả xe. Nãy giờ phụ xe xuống. Ừ, để lấy tiền gửi. Hả? Ờ, bộ mới đặt cọc nhiêu á à? Để gửi hỏi bà coi bà chuyển khoản hay là gửi tiền mặt. Chưa chuyển khoản không? Rồi, đợi em một phút coi. À đây. Đây mấy trộn vừa nhận được nè cô chú. Dạ, Hiếu cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều để giúp cho mấy bé có được mấy trộn rất là ngon lớn. Dạ. Cái máy này motor rời cô chú, toàn bộ sắt dày. Dạ. Máy rất là to cô chú. Chỉ còn một lần một cơm là ngon lành. Đó, đây miếng tầng để sử dụng máy. Dạ. Đây nắp đậy. Đây thanh quạt ở trong. Này, motor nó đi thẳng với cái trục luôn cô chú, mà rất là khỏe. Không có cái sợ gì hết. Tiệm đưa có mình tài xế chở đi à. Nãy giờ thiếu mới vận động mấy người khiêng gần chết luôn. Đầu tháng dây lớn luôn. Dạ, rất là cảm động trước tình thương của cô chú anh chị đã giúp cho mấy bé có được cái máy ngon. Dạ.